thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc cái lúc nào? Dạ thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ phim tình cảm Hàn Quốc. Thôi cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa. Đối thủ này là nặng ký với Cát Tường lắm nè. Chào em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. À, dạ. Bên kia như thế nào? Rồi, để tôi mời chàng trai chúng ta ra. Xin mời. Chào. Mời bạn ngồi. Bạn giống lại Ấn Độ Hà Lan gì vậy? Dạ nhiều người nói em vậy. Nhiều người nói vậy hả? Bạn tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nguyễn gì? Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp à, cái tên này ấn tượng rồi nha. Có bao giờ bạn làm việc Nghĩa Hiệp chưa? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Bạn làm ngành nghề gì? Dạ em hiện công tác ở đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận 10. Cảnh sát cơ động này chắc gặp các cô gái, chắc các cô gái chạy lạc đường luôn á. Đẹp trai, rất là đẹp trai ha. Mà cho chị hỏi nè, em làm cảnh sát cơ động thì em có đi bắt cướp không? Dạ cũng nếu phát hiện cướp thì bắt. Gì? Phát hiện gì? Cướp. Cướp hả? Cướp đâu ra? Cướp. À cướp. Tưởng đâu phát hiện cướp. Chị thấy em rất là năng động và rất là tự tin. Em nói em ế là chị không thể nào chị tin được. Dạ cái này thì chắc là cũng do xuất phát từ tính cách của bản thân. Em rất là tự lập, cho nên là khi mà quăng em vào một cái môi trường nào em cũng có thể sống được. Cho nên khi mà em tiếp xúc với một số bạn nam bằng tuổi hoặc một số bạn nhỏ hơn tuổi và thậm chí có một số bạn lớn hơn tuổi đi chăng nữa thì em thấy là các bạn đó không có chín chắn và trưởng thành bằng em. Tôi thấy bạn bên kia hơi cứng cỏi đấy. Còn bạn thế nào, đẹp trai này rồi giỏi nữa, làm cảnh sát cơ động là rất là giỏi phải không? Nhưng tại sao vẫn ế? Dạ cái đó là do tính chất công việc của em. Dạ công việc của em thì thời gian nó không ổn định, nên thường thì không có thời gian tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Bạn có cái mẫu người lý tưởng về bạn gái không? Dạ mẫu người của em thì em thích bạn nữ hơi cá tính một tí. Cá tính là bên này quá cá tính luôn rồi đó. Năng động. Năng động, dễ thương, đừng có ăn chơi rồi đòi hỏi nhiều quá. Em có ăn chơi gì không em? Dạ không, em là gái ngoan chị. Nhưng phải ăn chứ. Dạ thì có ăn nhiều nữa chị. Chị nhìn là chị biết ăn nhiều rồi, em đâu có cần phải quảng cáo gì đâu. Vậy hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70, tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi, cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn, tôi thích cái tính của bạn. Bây giờ em chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ em chỉ có hai thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Được. Rồi cái thứ hai? Dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ thỉnh thoảng. Hả? Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm à. Mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bạn không rung mất mới gì bạn cấm ta rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi và cái điều đó làm cho em cảm thấy chóng mặt. Chóng mặt và cảm ra chị hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những cái người ngồi hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền cũng được, cứ rung hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Bây giờ tôi hỏi bạn Nam. Cái nhược điểm lớn nhất của bạn là gì? Dạ nhược điểm lớn nhất của em là mau nước mắt. Cái này lạ nha, làm cảnh sát cơ động mà mau nước mắt là sao? Mạnh mẽ là do tính chất công việc thôi. Còn thực tế thì em sống rất là tình cảm. Hấp dẫn quá, tò mò quá. Em ơi, chị rất là tò mò, chị muốn diễn kiến dung nhan của em. Nhưng mà trước khi mà chị nhìn em thì chị muốn hỏi em, thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc cái lúc nào?
Dạ thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ phim tình cảm Hàn Quốc. Trời ơi. Thôi cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa trơn á. Xem phim Việt Nam á. Ôi hip hop quá trời, mặc áo phải rách rách mới chịu nha. Em bữa nào chị đóng cái phim nào mà nó mít ướt ướt át xíu, chị điện thoại cho em coi em khóc ủng hộ nha. Nha cưng, nhớ nha. Rất là dễ thương em. Nhưng mà chết rồi, lo hỏi ba cái chuyện khóc lóc quên coi cái chiều cao rồi. Chị sợ chắc không có cao giống cái chuẩn em muốn quá em ơi. Cao. Chị quên, chị xin lỗi em, chị quên coi cái đó là chị nôn nao cái chuyện khác. Nhưng mà được, đẹp trai. Anh sẽ qua xem mặt giùm em ha. Nhưng mà cái mẫu người bạn gái em tưởng tượng mình đó như thế nào? Dạ thì em thích bạn gái cũng hơi tròn tròn, dễ thương. Có nặng ký không? Giống ca sĩ Miu Lê rồi được. Tròn tròn giống Miu Lê hả? Tròn Miu Lê. Tròn do. À, rất có duyên. Người ta nói có đồng tiền đẹp nữa. Đẹp mà giỡn hoài anh. Đẹp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. 2 phút. Đem đâu kéo lên. Trong người sao mà nó hừng hực vậy đó không biết. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn. Mình rất vui khi được biết bạn. Có lẽ thì nãy giờ nghe bạn nói bên kia thì mình cũng cố tưởng tượng trong đầu là mình sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà khi kéo rèm lên thì thật sự là thấy bạn dễ thương và có tài. Nếu mà quen một người bạn trai mà mau rơi nước mắt thì như vậy bạn có thích không? Thật ra thì mình cũng hiểu được, bởi vì mình xem phim mình cũng rất là hay khóc. Bạn có thích đi du lịch không? Thật ra thì trước khi mà thi vào trường cảnh sát thì mình thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bây giờ không có đi được, bây giờ phải đi trực. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận một cách sâu sắc nhất và đưa ra quyết định của mình. 1 2 và 3. Tại sao em lại không đồng ý? Chứ chị là chị thấy cái anh chàng này là chị mê lắm. Nếu là chị thì chị đồng ý liền, chị chọn ngay. Em như lúc đầu em nói là em cần một người bạn trai em có thể dựa vào. Ví dụ như khi mà em hét lên vì sợ ma thì em có thể có một bờ vai để em dựa vào, chứ không phải là người đó cũng chạy cùng với em. Thấy chưa, bạn trai thấy sao? Khi bạn nhấn nút đồng ý như bạn nữ nói vậy thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Dạ em nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu mà cái nhược điểm của mình mà trúng cái người ta không thích thì chịu chứ vì sao vậy? Nếu mà em quen một cô gái mà nếu mà đi có gặp ma hay là gì nọ thì em cũng sẽ cố gắng để động viên và bảo vệ. Bạn gái rất là dở. Tôi nói bạn nghe, cho dù bạn trai sợ ma đi nữa mà yên tâm đi bạn trai, bởi vì không sao, bạn trai này đẹp trai. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ đến với vòng quay may mắn để có thể nhận được những phần quà từ Toshiba. Chào cưng, mời đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi, hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em, chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ạ. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu.
Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt mình hơi đỏ là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bằng Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, căn nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ, nó là cái nhút nhát trên đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trên đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Hồi đâu nhút nhát thì em hát. Em hát tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ vâng. Rồi thì... đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối, xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Nên lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ 3-4 năm. Lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc, nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng lập bên gia đình, nên là hai người cũng là thôi bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh có ngại, đây thôi mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu, nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Phú Mỹ. À không chứ cũng không xa cái mấy đâu. Dạ. Rồi bạn Nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm nữa. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Không. Rồi để anh kiểm tra ở đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Thuốc không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em, nhìn anh coi có quăng không? Trời, không tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi là... hướng hói. Dạ anh chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói không? Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh nên đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây sao? Có em có tưởng tượng mà khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi.
biết chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thường chuẩn. Đó, như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em cũng sợ lắm anh. Mình rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa đây cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy bên đàn trai tôi chịu, đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Để tôi hỏi ý kiến người thân thôi, rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và mối Hồng Vân. Dạ. Yeah. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thưa mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Đó. Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi ha cô. Thôi bây giờ mở rào đi. Mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Ê, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh. Vui quà dạ, đi quà, cho có một cái sự liên kết coi nè, dạ. Coi như là ý nghĩa đây, của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt trâu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu, cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm xem mọi người coi nào. Anh muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng là sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Nhà đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhà cứ giải thoát ế không? Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm, mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương, nhìn là năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không?
Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả, nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là cái em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối cũng rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần dạ. Hơn ông sát bên. Gần sát luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cái để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa sao Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì cái đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Thấy cái mồi này có bộ ghen à nghe. Ghen á? Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái. Không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi. Chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra. Đúng rồi, giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành. Muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này thì chúng con cảm thấy rất là có duyên với nhau, và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì chúng con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, em chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam phải có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của Anh. Hả? Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Ê, thấy chưa? Chưa hôn. Thôi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái, sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi, hôn kêu luôn. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn
đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc, chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Chiều bạn gái đi đi, đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm sớm chút đi. Không cũng để mất thời gian chờ đợi của mọi người thì Hồng Vân và Quyền Linh mời quý vị chúng ta hãy gặp cặp đôi thứ nhì. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, đến bờ hạnh phúc thằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi kinh ghê. Mời bạn nam. Đây. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỹ đó dạ. Em. Rồi, thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết á. Dạ. Nha. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út chó. Dạ. Là em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, trời dạ. Ơi, thấy mót có tên út lòi nữa. Tức dạ. Là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đắn một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em, mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình anh, sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi kinh ghê. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng chứ mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ. Tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Em 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao một tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Hả? Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào dạ, trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi,
tôi coi cái bạn này có sắc. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, to trắng không chị? Em nói trắng gì nữa? Lắm. To cao. To cao. Không hói. Yên tâm thù quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu gì chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè, dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nồn quá, cô gái rất là năng động, dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ, em chào anh. À, chào anh gái. Nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó. Không phải ế, chắc có lẽ là hơi khó tính khó thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà, nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân người ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hói. Hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ, mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà là... hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Còn vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái với chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ. Thì tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em á đi có gia đình rồi, cũng mong muốn á chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông á biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị. Cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ. Kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết anh không biết nhậu em ơi. Dạ tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nhậu nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. Được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai anh đi với ai? Dạ em đi với em gái họ với người bạn á. Rồi em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn anh. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi, thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch, thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa?
Em không có ở nhà chị, em thì ở qua, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên để rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh. Đúng thì rồi. Cũng khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không cứ thôi? Nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ. Bolero thích không? Dạ có luôn. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đêm. Dạ bolero em ơi, thì em hát đêm làm bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Vậy anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên. Con bên tôi đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mập áp không? Không? Mập áp không? Có trúng không Úc? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Úc này thiệt. Không lại luôn, trúng đâu mà Úc. Úc lo kỳ quá. Úc lo kỳ quá. Đó. Trúng rồi. Chứng kiến rồi, trúng rồi. Nó phải trúng. Trúng chưa? Dạ rồi. Vân Vân làm chứng. Trúng chưa? Dạ rồi. Trúng cho tôi, bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà.